hoa lạc ấy đạt chỉ phường trương nghề bè bích như lần phù kỳ thức hồng
Công nghệ
đồng thanh nghe mẫu tam tòa. Tam tòa là chú thiên. Bên dòng dòng sơn thờ địa thiên vương mẫu chốn đi phủ dày lồi dấu thiên nhang thịnh mời thành thành mẫu đệ ta xích nhi lân đi thần lơ lư đền ngự đền là đi cung tiếng mời tung rung rung ý tam toại thiên thanh thanh công công đồng đồng mẫu giang đàn duyên vật một mùa dương duy thảo cầu đạo cầu bình quả thực dâng lên đăng trại quả thực dâng lên lòng tin mãi đỉnh chúa tiên mẫu cử chung thiên tiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhất chúa tiên tạc phong chi thắng xe loạn ngực về vân ca tôn thì đất phủ dày vân ca tôn thì nghĩ ngưng thiên bản nhà lê thành đâu cả chân cốt gái thanh thần mẫu đẹp mình dùng cốt khách thanh thần mười lăm tuổi đình kết thôn nhân xương tùy lô nương xả nhiệt pháp dưới mâm nguyên chư phật hà nội cắt ra văn tùy sư kim tường vân thành nghi vương ngân chư phật tiện toàn thân nam mô nương vân đăng bồ tát ma xưa nay giang trong đền sông nhan sắc thương nghịch dung nhan sắc thương nghịch dáng danh đổi một hoa vương vẻ xin nan hải ngàn lông nhiệt ngưng ra du tử bỗng lương vô hà nội thanh lương chi thập hương nam mô sắc bồ tát ma tát nam mô cúng dâng bồ tát ma tát nam mô cúng dâng bồ tát ma tát sa loan thanh minh sa hồi cúng đệ tam chú thiên thỉnh mời mẫu đệ tam chúa thần
nữ mong ngự đền thoại. Sấm kết lắm nhân sấm kết lắm vòng thảo mai tiệm tiếp mơ đem lòng ở gieo hoa. Sấm đinh chân nhang vần vật đời sung thiên từng từ biển thanh nhiên như đại âm lô phong mạnh khắp nhân hồn. Nhật xa du miên làm tiếng tai chương nam mô hương cúng dặn bồ tát ba tát nam mô hương cúng dặn bồ tát ba tát nam mô hương cúng dặn bồ tát ba tát khai quang sắp nhan thập cờ diệu khai quang chư tử trung ngã tích tăng cuồng giang kim vô cùng hòa thân cận tánh chỗ tiên trung vùng cao lăng thập là âm chúng sinh cô ngả kim đình lễ cai quang và chú đàn duyên nhân thánh giá có lệnh truyền ra đinh công có lệnh truyền ra hát quan thủy ngồi cùng là chú sinh chân thi mở mang nam hải đức đệ tam người dòng dõi kim chi đệ nhất vương của lâu đài đệ nhất vương của đào tiết đầy đầu cây lon đồng cô đệ nhất nhất nghi tức tức ngư tức mạc cương là đất đất ni châm châm quanh quanh kim chỉ ngọc diệp dành 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 thái sư nhất nhất phẩm quyền hành quyền hành nghề ai qua thank you.
tòng cung giang kim phục hoàng lân vận thánh chúa tiên trung cao lăng tam gia ân từ bi mẫn chúng sinh cô ngã kim đỉnh lệ cai quang và siêu đàn xuyên sớ đẹp kim ngân dâng lên sớ đẹp kim ngân cô về hạ phút chúa về rõ ràng khi cho hay chính trường sinh trường sinh vì cho ai chẳng trường sinh chúng phụng chúng quý vì cho rõ ràng vì cho phước mạnh đang cường dài thật
lòng. Khởi đâu linh linh thông thông thỉnh mời đệ nhất tu đồ đông lại lần về chắc sang từ trung trung đi hoài hùng. Ngoài thành đô
khói tỏa uy nga mấy ngày dần dần lắm lắm thức thức phủ che thanh thanh hoàng thái hậu tức thì tức thời bẩm sinh truyền quân bộ đôi hà thiên đình mặn mã hăng ngang em sang lệnh truyền thiên đội bà quan luân bây giờ người ra sáng anh đình trước về bảo hộ gia đình tông lan thu trong bên à đình đi bên này đi ra trần thế biên này sớ điệp tìm gần dâng lên sớ điệp tìm quan về hạ bút chúa về rõ ràng thì cho ngay chính trường sinh nơi chính trường sinh vì cho tôi chúng
trong sinh chữ phúc chữ quý vì cho gió là vì cho phước mạnh đang hưởng. Chiêm bái đinh từ à, để giúp quan anh ta giáng hồi dương chứng tâm mà phụ âm tế độ cho nhà nhà được ấm no hết. Thank you.
nhớ hoa hồng. Thiên hạ sướng nghi ca nam nữ trẻ già sợ phép tôn quan. Quan biên chép chẳng sai ý, số lào bá quan văn văn võ lội trào. Khi vui điện ngọc ngọc lúc lúc vào, lúc vào người tòa trương.
quan lắm mê liệt văn các quan tả cơ hữu đội quân quân ban đáo để quân truyền quân bộ ai à nhìn bên mặt mã hăng ngà kém xa lệch lệch nhìn trên đội bà quan lớn bây giờ người giang giang anh đinh trước về bảo hộ gia đình gian qua đã giữ hồng đệ trước công đồng quan giám chứng minh đệ tử quá sơ thấu trình hai chứng trường sinh vi cho hai chứng trường sinh chứng phúc chứng quý vi cho rõ ràng vi cho phúc mạnh an cường bye.
đồng băng băng phố cát đội đồng thiên cát nhật thánh nhật nhật đương con hành cung anh thiết nhập và thần tướng quan anh cái xuyên giang minh tử quan anh chứng tâm mà nhất âm nhất dương quan anh đã cho nhà nhà phúc phúc và gia đạo thì bình an dân thang vật thịnh âm phủ tế độ ha. Quan tam giới người quyền anh giám sát đi đường càn khôn ngài nang quát trong trong tay khâm thừa thường đến xưa nay quyền quan giám sát trước xây tiền cung đồng trong tay quan biên chép ơi số mệnh người sinh tử trong tay quan dấu rằng ai hiếu thuật hào hiền tu nhân tình đức quan chép biến một dòng quan bao kẻ ngang tàn đạo ngược nghề chuyên hại người không trước thời sau nỗi nhập mề quan giá chi đâu sợ nguyện hữu ý sợ cầu được lòng tâm ngày mùng 10 tháng 1 thấy nhậu bài xinh giác tôn quan các bách quan đi vòng tấu kiều trùng chùa phê lòng bút sắc phong quan thể ba hợp bàn man này dặn câu ca tụng chấn diệu đào quan chú quan anh thừa nhàn gió mắt trăng trăng thanh đàn ca sáo thổi dạo quanh quanh trước cửa đền có bên vào phủ dày tiên bàn vào ngày an chính quan bỗng vương cũng có phép đi lên tới đồi ngang chơi đèn thành bỗng thượng ngàn ảnh linh có bên dài tiếp bầu lưu quý văn
có tin đâu chỉ một hai cũng có phen thắng cảnh đua tài có tin một đấu thứ vài trăm công vàng tiếng then đây bài sai lui giang quý cùng ta phanh phanh tát hồn bay tôn quan đây vạn phép ai tày sông sông vân cũng vượt bể đầy quan cũng qua chuyện người phương nghi mưa tuôn chớp rồi nồi cơn rộng cây cối đổ xô quê làm cho sóng gió mịt mù trăm trăm loài vì bị kiếp quý phải nhường quan vân sống với muôn dân ta nói xứ xanh còn tiếng đề từng trang quan bạn cho ai lời ngọc tiêu vàng ơn quan giám sát muôn ngàn là đời sau
dựng một chiến nhang anh thơm thắp một tuần nhà tấu về thì phụ các bạn các tòa thiên đình đình chốt nó diêm ta sớm đêm dâng lên kim ngân sớm dâng lên ban tam tông đôi xem pin rõ ràng pin so hai chữ trường sinh hai chữ trường sinh về cho hai chữ trường sinh đa tài đa lộc hiền tính đời đời phi cho hai chữ trường sinh xuân xuân ơi đàn quê tiêu thiêu nhạc cần biên
sông. Trịnh Giang tân 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 dành ngân ngân nai lang anh vầng hồng sáng rạng nam sinh người con vua thủy quốc đồng đồng đình để tam thái từ giáng sinh ngôi đền rồng. Bẩm sinh thành, bẩm sinh thành người tư chất dung nhan, cung thịnh hình bồi tháng tử vương quan, khi vương diện mà ai nghi khác thường. Sử con đền đặng sang tháng tích thượng đặng thần ngài thực đích chung chung quân hai đường tháng sáu đàng nhật quan sinh thần khắp hòa thế giới muôn dân con đào thành ra việc bàn hoan mời quan bốn phủ vốn ngon trời ngài giáng ngự thịt cùng thánh giá lấm liệt tung quanh quan quân quy ra lấm liệt tung quanh trừ tà sát quỷ quan lớn tuần tranh gồm ta dài đâu nhớ ơn đi tiên tổ họ lưu đi xoay truyền quan ơi
quan về đồng đổi số cho ai. Phương lúc ngoài ngoài đầm phương gò đò dọc trời. Tăng người mình khát nay đang tài thì thay khi mộc hỏa tốc sư chảy. Chuyển văn các quan quan hướng tuân chuyển văn các quan tả cơ hữu đội quân quân bán đáo đền quân thủy quân bộ hai hà. Chúng sinh vì cho nơi chúng chân sinh, chúng cũng chưa quý vì cho sóng sàng, vì cho phước mạnh khang thường. Phúc mạnh đôi đường về cho phúc mạnh đôi đường, rồi ra được hương đi lộc lộc nhiều hơn xưa, chứ dòng dòng lại đại ra.
quan lẫn tuần người khâm mê ban, khâm ban này sắc tướng ơi ơi chân linh ra chân linh linh giang thiên vạn cổ anh linh linh bao phen đắp lũy xây thành khắp biển duyên hải sông tranh nước lòng chuyên giang linh tử. Ngày hôm nay Đông Thiên Các nhập Tân Xíu Niên y vu chuyên giang tử cư sứ phóng để ngũ tranh giang ta giáng hạ hồi dương ta chấp nời có thanh đồng kêu thay này đỡ cho đồng đền thú nhang họ niu cho muôn dân trăm họ ta chu phê tờ hưởng cánh sớ nời kêu tiếng tấu nời quỳ tướng giả của các chú các gia để ngày hôm nay Đông Thiên Các nhạc thiết nập đàn nghi cung nghênh bốn phủ ninh tử để ngũ ta chấp nẻ chẳng nước còn ghi một mảnh tinh tinh lập lập liệt tung hoành hương sáng sức lưng đầy dòng nghi anh linh linh ai có ai về qua bên bên sông sông tranh tranh nhớ người trang sĩ tài danh chỉ tuyệt vời dòng tăng nước chảy cánh hoa trôi bên sông tranh còn đó công người mãi còn vang tiếng hoa đồng hỏi nước sông sông tranh người nào kêu nước người tung tung quanh quanh là ai
quan đệ ngu chính người trăm phủ xuyên gian. Nào quá ngờ đông đất đi trời thay đổi, người anh hùng mang tội riêng gông. Ngày hai năm tháng năm bạt đêm đầy chốn sơn cùng thủy kiệt, lối hoan này có tỏ hơi cao mình. Màu xanh tâm mê thân đành nhẹ nhục nhục vinh lẻ đường thiên đi khoan sang bờ hỏi chẳng dài có tỏ hơi cao mình. Ngoài cây cỏ sao mưa dầm dầm mà lắc lắc dài đem bắt bắt hai người trong trong nghi lúc lúc phong phong ba thì có cây ơi hoa thối cho lòng người ta sớm cùng thủy kiệt sương xa lạnh lùng nhìn là cảnh vật này lòng lòng đau như cắt lỡ thần hoàn ông quyết dứt cho xong. Quan lớn tuần biết tỏ cùng
quần ông tìm nhà qua phút bởi thương người trong trong lúc nanh thất tháng hai vào đúng ngày rằm ông bà lòng lao uy bộc bộc thần bảo ngày câu chuyện là trong muôn đời sự là đối bạch xà tựa cửa đôi bên sử danh nay vẫn lưu truyền bạch xà đại tướng y còn trong trong đền thờ lệ nuốt lệ đắng cay kể xiết cướng long già tựa thể thương thân khấu đầu bảy ngày trước công môn xin đôi ông gian đi thả trôi dựa dọc anh chấp lời hà con có thương cha mẹ khó trần gian à nhất nhất một lòng à con yêu à nhất tâm vạn tâm cầu à đồng ngân đồng chuyến à thời thế thế thời à khó khó khăn khăn như quan anh thừa lời hả bao giờ hết nước sông tranh họ yêu mới hết nọc tài bốn phủ ha ngày hôm nay à muôn dân trăm họ hả chư thanh đồng bốn phương hả đệ tử công hương xích tử bản từ hả xuyên giang ninh từ hả nhất tâm bản tâm cầu tố đối hả quan anh cho hả nhà nhà phúc phúc hả đại nợi mà đại cát hả? Quan anh thương cho tất cả chư gia chư đẳng thập phương xa gần hả? Tác phúc trợ duyên hả? Họ đi hả? Nhất tâm vạn tâm cầu à, nối gót hả? Cửa đền thành bốn phủ à, trốn tổ ninh từ hả? Ngày hôm nay à, Noan giá phụng hành bắc kế hà bốn phủ ninh từ hả trên quan anh có nời có tiếng ngọc hoàng thượng đế sắc hạ vua cha bắc hải hà thiên phủ nhà phủ thủy phủ địa phủ bốn phủ ninh từ chứng tâm hả dìm nay nước về tòa thủy tộc tội giáo huỳnh bỏ núp chu hoa có lẽ thường hại nước hại dân gian tà quỷ quyệt quan không thai tội nỗi hoan chuyển đất đồng trời dây hoan kết lại thành đôi ông bạch bạch mạnh xa nhìn thấy cảnh mà nồng đau như xót con cháu cháu hả giúp người giúp thế hả chư đệ tử con nhang hả con đồng hả trần gian bây giờ hả nước chảy không xuôi dòng hả còn anh có lời với thổ địa chính vị tôn thần hả thần hoàng bản thổ hả
đại quản các vùng à, chư đệ tử à, có tâm thì quan anh phù à, vô tâm quan anh ha. Khắp bốn phương nơi xa gần gần đều biết nơi quan lớn quân đã dạy thần cơ. Các cửa sông đâu đó phục thờ, xuyên giang lại đổi đền thờ quan quân trời. Trên bàn hát đôi lòng châu hồ phục nốt tam đầu uốn khúc trầu lên, đôi lân dần để phượng vũ đôi bên. Quan tuần chặt chặt giang ngự lên sập không đồng. Tam quang chiếu bao la thế giới, vầng nguyệt xoay chói rọi là mùa đến thờ phong nghi nguyệt vô biên, gió thu dịu dần chuông dệt nhật khoan. Trích niệm đan nhớ xưa thay đổi chốn nạc châu, tùy tù đông nghi cuồng, đông nghi cuồng công chúa giáng sinh. Thank you.
suối xu vang vọng đời ta. Ngồi núi bao la sương mờ nhạt nhòa, cung thanh đồng chúa loan giáng về đây. Trên ngàn gió cuốn rung cây, suối khe ca nổi tung vang. Cất cao tiếng hát hòa vàng cô ca, cất cao tiếng hát. Thank you.
hơi đương xanh tay hằng trải chút nên đêm mà ngày dương rực giá so bằng vàng ngọc nết đến mà cảnh đẹp tự nhiên một bầu gió mát trăng.